Mr. BTS xin kính chào quý vị và các bạn Trong video hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu Cái nhân vật đã khiến Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc Thưa quý vị và các bạn Vụ án Lệ Chi Viên được xem là vụ án oan kinh hoàng nhất trong lịch sử Việt Đằng sau việc vua Lê Thái Tông băng hà đột ngột ở tuổi 20 Là án tru di tam tộc vô cùng thảm khốc đối với công thần Bậc hiện tại bậc nhất trong lịch sử dân tộc là Nguyễn Trãi 22 năm sau Vua Lê Thánh Tông lên ngôi mới giải oan cho gia đình Nguyễn Trãi nhưng cũng chỉ gỡ bỏ đi cái nỗi oan giết vua chứ không đi vào hết chi tiết sự thật. Trong suốt hàng trăm năm qua, nhiều nhà sử học đều nghiên cứu về vụ án Lệ Chi Viên và nỗi oan khuất của Nguyễn Trãi. Quấn Đông A Di Sự có ghi chép rằng ông ngoại của Nguyễn Trãi chính là quan tư đồ Trần Nguyên Đán, trụ cột của nhà Trần, rất giỏi về mệnh lý. Về tài mệnh lý của Trần Nguyên Đán thì Đông A Di Sự kể rằng, ông từng xem lá số tử vi của Thái thượng hoàng Nghị Tôn, thấy có vũ phá thủ mệnh, coi người thân như cựu thù, coi kẻ ác như ruột gan, chắc chắn sẽ nghe hồ Quý Ly. Lại thấy Quý Ly có tử phá thủ mệnh, biết y sẽ cướp ngôi và nhà Trần sẽ mất. Khuyên can thượng hoàng nhiều lần mà không được, cuối cùng Trần Nguyên Đán quyết định kết làm thông gia với Hồ Quý Ly. Đúng như dự đoán của Trần Nguyên Đán năm 1399, Hồ Quý Ly cho thanh trừng 370 tướng lĩnh tôn thất nhà Trần, diệt tan thế lực nhà Trần. Năm 1400 thì lên ngôi vua. Tuy nhiên gia đình Trần Nguyên Đán không hề bị Hồ Quý Ly đụng đến, nhờ thế cháu nội và cháu ngoại của ông là Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi mới có điều kiện ăn học thành tài, sau này đều là anh hùng dân tộc. Trần Nguyên Đán khi xem lá số của Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi biết hai cháu mình sau này sẽ lập nghiệp lớn. Với Trần Nguyên Hãn thì ông không lo lắng lắm, nhưng ông lại rất lo cho Nguyễn Trãi. Sau khi xem lá số tử vi của Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Đán đoán biết rằng đây là lá số của anh hùng dân tộc, nhưng lại gặp phải họa đến ba họ. Vì thế mà dặn Nguyễn Trãi cẩn thận rằng, chiếm thành thì lui binh. Dù Trần Nguyên Đán biết rằng số mệnh khó lòng thay đổi được. Và sự thăng trầm tốn quan trường Nguyễn Trãi là người có công lớn trong cuộc chiến chống lại quân Minh. Ông là người cùng hoạch định các kế sách cho Nghĩa quân Lam Sơn và đã cùng quân Lam Sơn đi từ không có gì nổi bật trong số hàng chục cuộc khởi nghĩa, lúc đó dần dần thành cuộc khởi nghĩa mạnh nhất cho đến khi giành được thắng lợi hoàn toàn vào năm 1427. Đầu năm 1428, dù chưa chính thức lên ngôi vua, Lê Lợi đã tổ chức đại hội để ban thưởng. Lúc đó, Nguyễn Trãi được ban tước quan phục hậu, chức danh đầy đủ của ông là tuyên phụng đại phu nhập nội hành khiển môn hạ hữu gián nghị đại phu đồng trung thư lệnh sự tứ kim tử ngư đại thượng hộ quốc quan phục hầu tứ tính lê trãi trong đó đáng chú ý là có tứ kim ngư đại là được ban cái túi theo con cá vàng một đặc ân đối với đại thần từ quan tam phẩm trở lên thượng hộ quốc là một quân hàm dùng để tặng riêng cho người có công lao lớn Quan Phục Hầu là phẩm tước bạn gia ban hành mà cao nhất là huyện Thượng Hầu. Cũng thời gian này được ban cho Lê Vấn, Á Thượng Hầu ban cho Lê Ngân, hai vị khai quốc công thần của nhà Lê. Tứ tính Lê Trái là Nguyễn Trái được đặc ân ban quốc tính, tức được đổi theo họ của nhà vua. Với những chức tước nêu trên, ở thời điểm ngay sau chiến thắng, Nguyễn Trái cũng có vị thế nhất định trong triều đình nhà Lê. Tuy nhiên, sau đó không lâu, nhất là sau sự kiện tư tấm của Trần Nguyên Hãn và cái chết của Phạm Văn Sảo, hai vị đại thần và là người thân thiết với Nguyễn Trãi, ông dần dần bị hạn chế quyền hành. Nguyễn Trãi chủ yếu chỉ được giao cho san định lễ nhạc, sử sách, ông từng hiệu đính nhã nhạc, định quy chế mũ áo. Nguyễn Trãi vừa tài giỏi lại chính trực, mọi việc làm của ông đều là việc nhân nghĩa cốt ở dân dân. Vì thế, khi chiến tranh nổ ra, ông cũng có đóng góp quan trọng cho nghĩa quân. Thế nhưng trong Vương Triều thì Nguyễn Trãi lại không hợp lòng nhiều người. Chẳng vậy mà trong à, lạc khoản bài văn biên soạn cho lăng mộ Lê Thái Tổ năm Thuận Thiên thứ 6 1433, Nguyễn Trãi chỉ tự đề là Vinh Lộc Đại Phu nhập nội hành khiển, thi tam quán sự, thân thần Nguyễn Trãi vâng soạn. Tam quán bao gồm chiêu văn quán, tập hiền viện và sử quán, coi việc sưu đập, biển tịch, đồ thư và soạn sử. Rõ ràng là Nguyễn Trãi chỉ đảm nhận những chức vị hết sức khiêm tốn, ngay cả đặc ân ban quốc tính cũng không thấy nêu ở đây. Nhưng rồi sau đó, Nguyễn Trãi được Lê Thái Tông khôi phục quyền chức và được trọng dụng mà trong biểu tạ ơn năm 1439 ghi là Vinh Lộc Đại Phu nhập nội hành khiển, muôn hạ sảnh tả ti hữu gián nghị đại phu kiêm hàn lâm viện thừa chỉ học sĩ, tri tam quán sự, đề cử côn sơn tư phúc tự Á Đại, Trí Tự, Tứ Quốc Tính, Lê Trãi. Như vậy, hầu như các chức cước cũ của Nguyễn Trãi đã được khôi phục. Cũng chính vì sự trong phụng của vua Lê Thái Tông đối với Nguyễn Trãi mà nhiều lộng thần muốn trừ ông. Và vụ án Lệ Chi Viên nổi tiếng lịch sử. Cuối năm 1437, Nguyễn Trãi thực hiện lời căn dặn của ông ngoại Tần Nguyên Đán xưa kia. Chiếm thành thì lui binh. Ông xin từ quan về quê nhà ở Côn Sơn. Tuy nhiên, vua Lê Thái Tông lúc bây giờ tỏ ra rất xem trọng Nguyễn Trãi và cố mời ông ở lại, ra làm quan cho triều đình. Năm 1439, Nguyễn Trãi được mời ra làm quan ban cho tước Vinh Lộc Đại Phu, nhập nội hành khiển, môn hạ sảnh, tả, ti hữu gián, nghị đại phu, kiêm hàn lâm viện học sĩ, ti tam quán sự, đề cử côn sơn tư phúc tự. Ngày 27 tháng 7, âm lịch năm 1442, vua Lê Thái Tông đi tuần về miền Đông, Duyệt quân ở thành Chí Linh, Nguyễn trãi mời vua ngự ở chùa Quân Sơn. Đến ngày 4 tháng 8 âm lịch, vua đi chơi ở Lệ Chi Viên, tức là vườn vải, xã Đại Lại, ven sông Thiên Đức thì bất ngờ băng hà. Nguyễn trãi cùng vợ là Nguyễn Thị Lộ bị bắt vì nghi mưu sát vua. Ngày 12 tháng 8 âm lịch, năm 1442, triều đình Tôn Thái Tử, băng cơ mới 2 tuổi lên ngôi vua. Ngày 16 tháng 8 âm lịch, triều đình khép Nguyễn trãi vào tội giết vua, và bị tru di tam tộc. Nỗi oan khuất không chỉ của Nguyễn Trãi. Về vụ án lệ chi viên, Đại Việt sử ký toàn thư có chép. Tháng 8 ngày mùng 4, vua về đến vườn vải huyện Gia Định 1688, bóng bị bạo bệnh rồi băng. Trước đây, vua thích vợ của thừa chỉ Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ, người rất đẹp, văn chương rất hay, gọi vào cung phong hàm lễ nghi học sĩ, ngày đêm hầu bên cạnh. Đến khi đi tuần miền Đông, xa giá về tới vườn vải, xã Đại Lại, ven sông Thiên Đức, vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi băng, các quan bí mật đưa về. Ngày mùng 6 về tới kinh, nửa đêm vào cung rồi mới phát táng, mọi người đều nói là Nguyễn Thị Lộ giết vua. Ngày 16 tháng 8, tức ngày 19 tháng 9 năm 1442, giết hành khiển Nguyễn Trãi và vợ lẽ là Nguyễn Thị Lộ, giết đến ba đời. Trước đây Nguyễn Thị Lộ ra vào cung cấm, Thái Tông trông thấy rất ưa liền cợt nhả với thị. Đến đây vua đi tuần về miền Đông đến chơi nhà Trãi rồi bị bạo bệnh mà mất, cho nên Trãi bị tội ấy. Tuy nhiên, sau này rất nhiều nhà sử học đặt nghi vấn về việc này và cố công tìm hiểu vụ án lệ chi viên để tìm ra thủ phạm thật của vụ án, cũng là để minh oan cho người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Các nhà nghiên cứu Phan Duy Kha, Đinh Công Vĩ, La Duy Lan đã trình bày lại kết quả nghiên cứu của mình trong cuốn sách Nhìn lại lịch sử xuất bản năm 2003. Trước khi mất, vua Lê Thái Tông đã truất ngôi thái tử của nghi dân để phong cho Bang Cơ. Bang Cơ là con của bà Phi Nguyễn Thị Anh. Thời điểm này, một bà Phi khác là Ngô Thị Ngọc Giao, mẹ vua Lê Thánh Tông mang thai. Nguyễn Thị Anh đã tìm cách hãm hại, khiến bà Ngọc Giao bị giam ở lãnh cung. Tuy nhiên, vợ chồng Nguyễn Trãi lại hết lòng bảo vệ xin vua tha cho bà Ngô Thị Ngọc Giao. Xin được rồi, vợ chồng Nguyễn Trãi lại tiếp tục đưa bà Ngọc Giao ra tá túc tại chùa Huy Văn, nay ở đường chùa Bộc, Hà Nội, và đã sinh hoàng tử Tư Thành ở đấy vào ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Tuất, dương lịch ngày 24 tháng 8 năm 1442. Sau đó lại đưa mẹ con bà Ngọc Giao về tá túc tại một ngôi chùa ở Từ Liêm, hiện chùa mang tên là Thánh Chúa, nằm trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tên chùa là do vua Lê Thánh Tông đặt khi mới lên ngôi, ý nói nơi đây vị chúa Thánh Minh đã từng tá túc. Việc này văn bia ở hai ngôi chùa trên có ghi lại. Tiếp theo thì Nguyễn Thái mới đưa mẹ con bà Ngọc Giao ra trú ở vùng An Bang, nay là Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, nơi ông trị nhậm với cương vị là ngự sử Đông Bắc Đạo. Việc làm của vợ chồng Nguyễn Thái khiến họ trở thành cái đinh trong mắt của Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh hơn nữa lúc bây giờ có nhiều lời đồn đại rằng băng cơ không phải là con của vua Lê Thái Tông vì Nguyễn Thị Anh đã mang thai trước khi vào cung. Các nhà nghiên cứu nói trên đã tìm được cuốn gia phả họ Đinh là Ngọc phả họ Đinh của Thái sư Đinh Liệt trong có ghi chép bài thơ nói về chuyện này. Nhung tân lục cá nguyệt khai loa hoa, bất thức hà nhân chủng bảo đa, chủ khảo tống khai vi linh dược. Cựu binh tân Tửu, thịnh y khoa Nhung Tân được uh, lái thành nhân tông Tức là chỉ thái tử băng cơ Thịnh y tức là thị anh Tất nhiên đây chỉ là giải nghĩa phiên âm sang tiếng Việt Còn cách đọc chính xác phải phát âm tiếng Hán Bài thơ trên được dịch như sau Nhân tông 6 tháng đã ra hoa Dòng máu ai đây quý báu à Núp bóng thái tông làm linh dược Thị anh dùng ngón đội dòng cha Việc này ngoài vợ chồng Nguyễn Trãi Đinh Phúc và Đinh Thắng còn có vài đại thần khác có thể đã biết như Thái sư Đinh Liệt, Thái úy Tịnh Lê Khả và con là Tịnh Lê Quát bởi được ban quốc tính. Tư khấu Trịnh khắc phục và con là Phò Má Đô úy Trịnh Bá Nhai. Chính cái biết rõ này đã mầm mống tay vạ về sau cho Nguyễn Trái và tộc họ của ông cùng các vị tên. Khi nhà vua đi tuần miền Đông, duyệt binh ở thành Chí Linh, Nguyễn Trãi đón vua về ngự ở Côn Sơn. Lúc này, ở địa vị của mình, Nguyễn Thị Anh thực sự lo sợ rằng gốc gác của thái tử bị tiết lộ, khiến con mất ngôi báu, khiến bà ta và gia tộc bị đại tội hình. Đứng trước áp lực đó, Nguyễn Thị Anh đã tìm cách giết vua Lê Thái Tông tại địa phận của Nguyễn Trãi để dễ dàng đổ quan cho ông. Một mũi tên trúng nhiều mục đích, diệt trừ hậu hoạn, dành ngôi báu cho con, giành lấy quyền lực nhiếp chính cho thái tử chưa đầy 2 tuổi. Nhưng chỉ diệt Nguyễn Trãi thôi là chưa đủ với Nguyễn Thị Anh, đại việt sử ký toàn thư có chép. Tháng 9 ngày 9 năm 1442, giết bọn hoàn quan Đinh Phúc, Đinh Thắng vì khi Nguyễn Trãi sắp bị hành hình, có nói là hối không nghe lời của Thắng và Phúc. Có lẽ hai hoàn quan Đinh Thắng và Đinh Phúc là người ghi chép những chuyện cụ thể ở nội cung, đã khuyên Nguyễn Trãi sớm nói ra cho vua biết Thái tử không phải là con vua, nhưng Nguyễn Trãi đã chần chừ không thực hiện. Sau khi Hoàng Thái Hậu, Nguyễn Thị Anh giết Đinh Phúc, Đinh Thắng lại tiếp tục bắn bắt giam Thái Sư Đinh Liệt, Đại Việt sử ký toàn thư không nêu lý do. Mùa thu tháng 7 năm 1443, bắt giam Thái Phó Lê Liệt, tức Đinh Liệt. Mãi đến năm, tận 5 năm sau là Mậu Thìn, Thái Hòa năm thứ 6, 1448 mới thả. Mùa hạ tháng 6 tha cho Lê Liệt ra khỏi lao cầm, vì cớ mọi người là Lê khắc phục và công chúa Ngọc Lan tám người làm trạng tâu khẩn khoản xin mới phép rộng lớn. Tới đây có thể nói rằng vụ án lệ chi viên chính là do bà Nguyễn Thị Anh dàn dựng, sau này vua Lê Thánh Tông, người minh oan cho Nguyễn Trãi cũng có thể đã biết, nhưng nhà vua thì vì thể diện của triều đình của nội bộ hoàng tộc mà không muốn làm to chuyện ra, đành phải giữ kín. Tháng 8 năm 1464, sau 22 năm vua Lê Thánh Tông đã xuống chiếu Uh, chiêu tuyết cho Nguyễn Trãi, Tuy tặng ông tước hiệu là Tán Trù Bá, bãi bỏ lệnh truy sát của triều đình với gia quyến Nguyễn Trãi và ra lệnh bổ dụng con cháu ông làm quan. Nỗi oan của Nguyễn Trãi coi như đã được giải, nhưng nỗi oan của nữ danh nhân Nguyễn Thị Lộ thì vẫn còn đó. Vì vậy, nhiều cuộc khảo cứu và tọa đàm khoa học đã được tổ chức nhằm minh oan cho bà. Dựa vào những kết quả thu lượm được, một số nhà nghiên cứu dưới sự chủ biên của nhà giáo Hoàng Đạo Trúc đã biên soạn thành cuốn Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ với thảm án Lệ Chi Viên xuất bản năm 2004. Sau hơn 560 năm, vụ án Lệ Chi Viên mới chính thức khép lại với sự minh oan nguyên vẹn nhất dành cho bà Nguyễn Thị Lộ. Trên đây là một vài thông tin về người đứng đằng sau vụ án Lệ Chi Viên. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.